Lô. Cảm ơn em Khải. Hello. Lô. Sikalo. Cảm ơn em Dino. Cảm ơn Mile nha. Hello anh em. Gần ngủ à? À, em gần ngủ thì ngủ đi nha. Để tôi với anh em chơi nha. Cảm ơn Khánh Luân với Đức. Ngủ đi nha. Bỏ lỡ rồi đáng chịu. Mai xem lại nha. Cảm ơn anh em Thanh Hải. Ừ, mấy cháu ngủ đi nhá. Để cho người lớn người ta thức giờ này người ta xem live stream của chú nhá. Cảm ơn Dino bắn Weibo ấy nhá. Hello anh em. Mai còn phải đi học nữa, đi học đẹp đi nha. Anh em nào mà mai cảm thấy rảnh rỗi đi làm 8 giờ sáng đi làm thì vẫn thoải mái xem nha. Cảm ơn Duy. Nghe chưa? Cảm ơn Mở Duy. Cảm ơn Bin Bin Vỏ 11. Hiền cho anh em hồi nãy được 30 đơn. 30 đơn cho nên là live trễ 30 phút nha. Cảm ơn Mờ Duy. Ok, vô địch chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục con game, đó chính là Chu Chu Cha Lét phần 2. Ừ, xem diễn biến kết cục câu chuyện của chàng thanh niên tìm con nhện đoàn tàu sẽ như thế nào. Let's go. À, nhắc với anh em là hôm nay là ngày 12 tháng 12 cho nên là đang sale giảm giá khu gà. Anh em vô hút lẹ, giảm giá hết tất cả các mặt hàng ở trong shop Top Top nha. À, ngày hôm qua là tôi thu thập là tắt UDK gì nhỉ? À rồi. Ngày hôm qua tôi thu thập được cái súng phóng lục này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Xin cái tuổi luôn nhá. Giờ thì cha lét cha lủng xin tuổi nhá. Không có tuổi gì ở đây cả. Có một cái nhiệm vụ gì đấy tôi phải đi tới đây. Bí ẩn hầm mỏ phía bắc. Hầm mỏ phía bắc đang chứa một quả trứng quái vật à? À đây. Quả trứng thứ hai. Let's go. Chuyến tàu nanh bạc của tôi nhá. Con tàu này được mang tên là nanh bạc tại vì nó bằng bạc anh em nhé. Nanh bạc ở đây là gì ạ? Nanh là cái răng nanh của con thú chuẩn bị đi săn con nhện. Thế lô anh em và ông hét bà admin nha, chân tay bùn rùn quá nhập chữ ca nổ. Này thì cha lét này. Này thì cha lét này. 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 Chưa chạy đi đâu. Mày cho mày đấy. Hàng ngon ngay. Chúc anh buổi tối xui rẻ. Cảm ơn anh em VV nhá. Anh nào vào đốt, anh em nào vào đốt đầu tiên đấy. Rất cảm ơn. Đang chiến đấu nhá. Sorry anh em nhá. Nhỏ tiếng game lại anh ơi á. Tôi đây phải nhỏ tiếng. Khoan. Ôi. Đi ngược rồi. Bích Trâm à, các bạn Bích Trâm nhá. Ok, giảm tiếng game một chút nhá. Ừ.
Âm thanh nó sẽ xuống 100 thôi. Ok, mẹ đủ nghe rồi. Tôi phải lên đằng trước tôi đảo cái chiều tàu đi cái đã. Rồi, let's go. Mới vô phải chiến luôn anh em nha. Cảm ơn top top cơ. Cảm ơn top top cơ nha. Let's go. HP Xuân à, cảm ơn Xuân nhá. Ừ, đang biết cảm ơn chưa, đã quên đấy. Cảm ơn anh em Xuân nhá. Anh Xuân súng đi hả? Có nhiều súng lắm nhá. Tôi có một cây ở đây, với cây ở đây nữa. Tha hồ súng, khỏi cả mày Sơn nhá. Súng đấy để cho nó tí nữa nâng cấp rồi bắn cho nó thì thôi đủ. Cảm ơn anh em tới top top cười anh em Ngọc Nhi nhá. Chuyển qua màu tím cho đẹp, đẹp á, không màu bạc đẹp anh em nhá. Màu bạc mà đẹp chứ màu tím bóng mơ. Để đổi thử phát. Đấy, chiều lòng anh em đấy nhá. Lên 120 đi bé quá. Chiều lòng anh em quá. Cái gì cũng phải chiều lòng anh em quá. Rồi, này tay run quá anh em, nhập chữ lâu quá mặt mếu. Cảm ơn Bích Trâm nha. Tao tay run, làm gì mà tay run, làm gì mà tay mà run. Có căn nhà ở đây. Buổi tối vui vẻ nha các anh em, không có ni đi chơi Noel. Hay quá, cảm ơn Kim Jin nha. Đấy, một phát khịa từ Kim Jin. Từ khoan anh em ạ. Rồi, phá đảo được donate 100k Phong Mister. Vâng, một người bạn tên Phong. Tôi nhớ nhá Phong nhá. Nhớ tên rồi nhá. Mà tôi cảm giác càng ngày càng đi xa là sao nhỉ? Ơ, dừng lại, dừng. Đúng rồi, đi xa hơn anh em ạ. Tôi sẽ đi xuống trong kia. Màu tím nhìn xấu quá. Bà Trúc y như tôi mà nay nhập không nổi nên không có mặt cười. Em bị châm nhá. Ừ đấy, thay mặt đấy, thấy chưa? Tôi cảm giác lâu lâu tự nhiên nó bị giật một phát nhỉ, anh em có thấy không? Hay là chỉ có mỗi mình tôi thấy còn anh em không thấy vậy? Lâu lâu nó giật một phát. Cũng có thể là anh em xem trên stream là sẽ mượt. Còn của tôi tự nhiên lâu lâu đang đi phát. Ừ. Màu xanh lá, màu hoa xanh lá không hợp mệnh của tôi anh em ạ. Ừ. Ủa, đi lố bố rồi. Đấy, ở dưới này. Thấy anh à? Ờ, chắc là đang kiểu như là đang gì vậy? Thôi mày ở đây. Ừ, con tàu nằm ở đâu rồi? Ừ, nhanh lên, nó thục cho hai phát vào người rồi. Ôi trời ơi, mày quẹ đây. Ừ, mày vô đây luôn. Đâu? Vô đây vớ va vớ vẩn này.
mặc áo đủ ấm rồi cần gì người yêu. Cảm ơn Vy Vy nhá. Ông anh, nhờn với tôi à? Tối Tăng Khả rồi, không coi clip của anh được là sao? Cảm ơn anh em Xuân nhá. Tăng ca hay là Tăng Khả là sao? Giờ phải quay lại đấy nữa anh em ạ. À. Nhờn với chúng tôi à? Bây giờ tôi phải đi xuống cái chỗ hàng kia. Ok. Có ai dưới này không? Cảm ơn Tan nhá. Thầy mang theo súng đi á. Súng chỉ gánh ở trên tàu anh em nhá. Còn chúng ta là người lương thiện, chúng ta không mang theo súng nhá. Ừ. Lương thiện thì lương chứ mà cho thằng ghen đại bác vào người thì cũng hết lương thiện rồi anh em nhá. Cái chỗ này quen đấy nhỉ. Có ai đây không? Ôi, anh ơi, còn anh ơi. Ôi, còn anh ơi. Wow. Làm sao bắt được em? Từ anh ơi. Qua anh ơi. Làm sao bắt được em? Ui dồi ôi, chạy lạng lách anh võng này làm sao bắt được em? Ai đây? Stop right there. No. Mày anh đi đeo dài thế? Mở cửa. Ui dồi ôi, em xin lỗi. Em đi luôn đây. No, em đi luôn. Dạ, yeah, em đi luôn. Ở đây. Một viên nữa tôi đi. Help me. Mấy ai thằng luôn. Vai cả cứt. Hai thằng luôn. Chỗ tàu tôi đâu rồi? Bây giờ bật mát bên là nó ăn đạn ngay. Là tôi ăn đạn ngay. Tàu đâu rồi? Úi giời. Chạy ngược hướng mẹ rồi. Đuổi đi. Hai thằng luôn. Mẹ. Bà đái. Đuổi đi, mày đuổi đi. Chạy nhanh quá nhá. Anh búp tốc độ không vậy? Từ anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Thôi. Nghe tiếng súng rát quá. Thôi. Cho em qua. À, chúng mày à, bắt đà tao à? Mày đâu? Bắt nãy. Xin lỗi. À, đây. Ui giời ơi, này. Ở đây. Này thì. Vả vớ vẩn. Xứng đáng. Chúc thay mặt thôi, bản thân còn chả có ai mặt cười. Cảm ơn Kim Jin nhá. Có ai là có ai, có tôi được rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới vị trí này, gặp cái người mặc áo xanh. Ôi
đồng nát. Let's go. Cảm ơn Minh nhé. Thế sao nghe số đệ tử ơi lỡ. Ôi. Ôi. Đi ngược rồi. Rồi dừng. Cái gì đây? Aranrum à? Khu này khu gì vậy? Đấy, lâu nó bị giật. Bị drop FPS nhẹ anh em ạ. Hầm còn một quả trứng. Lấy rồi. Lấy một quả rồi. Quả màu xanh. Đây này, cho anh em xem này đấy. Tôi có hai quả trứng. Đấy. Ây da ông là của admin gọi bớt đê. Vậy à? Nhiều hơn 2 vẫn là 1 chứ. À. Ghi chú cuộc họp nổi loạn. Tôi đã thảo luận kế hoạch chiến đấu với tất mới tất cả chúng ta với mọi người. Và không có ai phản đối cả. Cả đội biết phải làm gì và sẽ chỉnh hướng đường ray phù hợp khi đến đúng thời điểm. Tất cả những gì người lưu trữ cần tập trung vào là liên tục tấn công con quái vật đó. Giữ khoảng cách và đưa Charlotte đến điểm yếu nhất của nó. Cha tôi sẽ trở lại trong vòng 2 ngày nữa. Lúc đó chúng ta có thể đưa cho ông ấy và người thợ săn cái chiếc chìa khóa và những vật dụng khác mà chúng ta đã thu thập được. Chúng tôi không bao giờ thực hiện hành động quyết liệt đến vậy đối với Warren và những người khai thác mỏ khác. Nhưng hắn đã hành hạ chúng tôi quá lâu. Charlotte phải biến đi và Warren sẽ không được phép cản đường chúng ta. Đây là kiểu như là một cái lá thư về cái cuộc nổi loạn của những cái người dân ở trong thành phố này để chống phá. Thứ nhất là Charlotte là cái con tàu đấy. Và người tên là Warren là một cái ông gọi là ông ác ở trong cái con game này. Nhân vật phản diện trong con game này. Tóm tắt theo dõi bí mật ngày 3 vị trí số 4. Tôi đã theo dõi khu vực này nhiều ngày và Charlotte chưa bao giờ có đi qua cây cầu gỗ cũ cả. Bằng cách nào đó, con quái vật đó đủ xảo quyệt để biết rằng chỗ đó nguy hiểm. Nhưng khi tức giận và tuyệt vọng, nó có thể đuổi theo ai đó băng qua cây cầu. Sau đó thì BOOM! Chúng tôi đã sử dụng bom của John để cho nó nổ tung tất cả mọi thứ. Và Charlotte đã úp mặt xuống hẻm núi. Nếu vụ nổ không giết được nó, thì cú ngã chắc chắn sẽ làm được điều gì đó. Ok. Nàng ai. Chào ông nhé. Vậy là ở đây có một cái cầu rất là yếu. Chỉ cần dụ được Charlotte đi qua cái cầu rồi sau đó thả bom thì Charlotte sẽ ngỏm. Anh chính là người lưu trữ mà. Anh chính là thợ săn mà ba tôi đã kể đúng không? Mặc dù tôi rất thất vọng khi thấy anh ấy đã chọn ở lại đất liền thay vì trở về cùng với anh. Không phải là vì sự giúp đỡ của anh không được trân trọng, nhưng chúng tôi có thể nhờ anh ấy trợ giúp. Nếu bạn chưa nghe tin từ những người khác, thì ông chủ của mỏ Warren đang bảo vệ những quả trứng quái vật nguy hiểm có thể gây thảm họa. Trong khi kế hoạch chính của chúng tôi là triệu hồi Charlotte bằng một cuộc đấu tay đôi, chiến đấu một mất một còn với nó, chúng tôi đã tạo ra một cái bẫy hoàn hảo như một biện pháp phòng ngừa có thể giúp đánh bại nó. Đi gắn những khối thuốc nổ kích nổ này ra xa này ở trước những cái cột ở cái cầu ngoài kia rồi lặp lại gặp tôi ở đây. Ok. Xem ống nhòm xem được không. Ống nhòm đều. Vậy là anh em bom đâu? Có đưa bom chưa? Ủa? Đưa bom chưa vậy? À đây, 8 quả bom. Cái cầu nào anh nhỉ? Anh ơi, cầu nào anh ơi? À, đây à. Ok. Đi tới cây cầu và đặt bom ở đấy. Để khi con tàu kia đi qua, chúng ta sẽ cho nó sập tàu nó chết nhé. Nếu không chết thì nó sẽ bị thương.
Nó sẽ đặt ở những cái cột này. Đặt. Ủa. 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 Không phải đây à? Đặt ở trên anh em ạ. Tôi nghe ông bà kêu là đặt ở cái cột mà ta. Nó lại đi xuống lại lại không được. À đây, cột ở đây. Đây. Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm. Sao tốn vậy nhỉ? Vậy chỉ cần đặt hạ bốn cái ở dưới kia là được rồi. Mẹ, để ví dụ nghe em cùng. Năm cái. Sáu cái. Ủa? Đâu nữa ta? À đây. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay về chỗ của thanh niên kia. Quay về chỗ của ông thanh niên kia. Ở game thu gom đồng nát. Ừ đúng rồi đấy. Trong thế giới này thì đồng nát rất quan trọng. Xong rồi anh ơi. Xong rồi anh ơi. Anh đâu rồi? Đây rồi à? Vẫn đứng đây à? Đó là cây cầu cao nhất và yếu nhất ở trên đảo. Vì vậy nếu có lúc nào Charles đi qua cây cầu, chúng ta sẽ thổi bay nó lên trời. À, tôi sẽ chờ sẵn để kích nổ các khối thuốc nổ. Nhưng việc triệu hồi và chiến đấu với nó vẫn tùy vào anh đấy. Đây, nhận lấy cái này. Chìa khóa dẫn đến ngôi đền đấy. Khi anh nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đủ, anh có thể tham gia chiến đấu trong trận chiến để đời. Ok anh. Bây giờ làm gì ta? Nó bảo là nó đưa chìa khóa ngôi đền cho mình. Ngôi đền đâu vậy? Anh thanh niên kia kêu tôi là đến ngôi đền, nhưng mà không biết ngôi đền ở đâu cả. Khả năng cao là ngôi đền ở trước mặt tôi. Mày làm sao bây giờ để dụ cho con kia đi qua cầu bây giờ? Điều đó khó vãi đái. Cái gì mà sai vậy? Đại đủ. Tìm quả đỏ cuối cùng cái. Ở đâu? Quả đỏ cuối cùng ở đâu? Ở đâu? Where? Chúng ta sẽ lấy nhiệm vụ này đã. Lấy vũ khí đã. Xa đấy. Không gần đâu. Tuyết 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 tuyết. Em tới rồi ạ. Oh hello anh, cái gì đây? Súng gì đây anh? Này anh hay chị vậy? Ê, em mình nhầm. Chào chị. Vậy là người thợ săn huyền thoại cuối cùng đã có mặt. Ui mà chị xinh. À chị cũng được. Ừ. Ông biết đấy, người chồng quá cố của tôi đã chế tạo một khẩu súng để giúp chống lại Charlotte. Nhưng đám côn đồ của Warren đã lấy trộm những chiếc thùng và mang chúng về trại của mình. À Bob là một người đàn ông dũng cảm hơn nhiều so với ông tôi. Với ông, tôi cá là như vậy. Nếu anh lấy phần còn lại của khẩu súng và lấy cắp tại những bộ phận khác, anh có thể lắp ráp chúng lại với nhau để đối đầu với Charlotte. Giúp tôi một việc tôi được chứ? Nếu cuối cùng anh dùng đến nó, hãy đặt tên nó là Bob nhé, để tưởng nhớ về tình yêu của tôi. À, chị có ông chồng tên Bob à? À, Bob gì chị? Bob gì đây? Ui dồi ôi, hèn gì nè bà ngoại. Giờ đi đâu chị nhờ? Mới nói. Chị admin ơi, có việc cho chị làm ơi, kìa bên top top á cứ spam mãi. Cảm ơn Big Chum nha. Chờ cái nhiệm vụ của chị thì để sau đi nhá. Ừ, xa quá. Ừ.
Để em đi ra đằng trước, em sang bên này xem có nhiệm vụ gì bên này này. Phải không ta? Không phải. Đi đằng trước là có nhiệm vụ anh em. Nhiệm vụ gì nữa đây? Chào anh Saitama. Cái gì mà sao mà nhiều vậy? Lấy súng đi anh ơi. Ờ quên. Quên lấy súng nhỉ. Cảm ơn anh em Sơn Nguyễn Ngọc. Anh em bảo chơi trên YouTube bảo lag là sao nhỉ? Có lag không? Trong cuộc họp tối qua, Greg đã kể cho chúng tôi nghe về bộ âm mưu điên rồ về việc Warren đang cố gắng sử dụng đoàn tàu nhện để thống trị thế giới. À, cái ông Warren đang muốn kiểu như là khiến con Charles thống trị thế giới đấy. Là một phần của đội làm việc trong đền thờ, còn lâu tôi mới bị thuyết phục. Charles lần đầu tiên tấn công chúng tôi khi lăng kính đang trích xuất năng lượng sống của một mẻ trứng. Nó không chỉ chiến đấu điên cuồng khi những quả trứng bị phá hủy, mà nó còn tăng gấp đôi kích thước khi chiến đấu rồi. Như thể nó đang tiêu thụ cho năng lượng đó vậy. Những cái chân của nó to ra và khỏe hơn, trong khi khuôn mặt của nó ngày càng biến dạng. Không à. Cảm ơn anh em VV nhá. Khuôn mặt của nó ngày càng biến dạng ngay trước mắt chúng tôi. Những người sống sót trong chúng tôi thậm chí không thể hiểu được những gì mình đã chứng kiến. Đó là khi Warren giấu những quả trứng và ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ chúng. Đó là khi ông ta bắt đầu sơ tán mọi người. Đó là khi mọi thứ biến chuyển theo hướng tồi tệ nhất. Tôi biết Warren có rất nhiều bí mật đen tối, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng lần này ông ta có thể thực hiện đang truy tìm chúng tôi. Vậy là mỗi lần quả trứng bị bể là cái con Charles sẽ biến hình à? Ông khét nè. Khét nhỉ anh nhỉ? Nè, anh không biết cái gì đâu. Nâng cấp thôi. Hết rồi. Giờ là đi đâu đây? Bây giờ chúng ta sẽ đi tới... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cảm ơn anh em thắng võ nhá. Ai? Fight! Chinese! Chèo! Này thì cha lết này. Cút ra! Damn shit. Mất gần hết máu rồi. Chết tiệt. Hey, yo, stop it, bro. Đủ lại. Nó cản cho tôi không lấy súng. Tôi quên lấy súng chỗ kia chứ. À không, anh em mình phải tới đây nè. Rồi sau đấy là lấy cái mảnh của súng để mới lắp được vào cái súng của bà kia, mới mang lại cho bà kia. Đừng đau. Ừ. Có nghĩa là bà kia bà bảo là mình phải cần cái phụ tùng để có thể lắp cái súng. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi lấy phụ tùng để lắp súng cái đã. Chứ chưa lấy súng của bà kia được. Hiểu chưa? Phải cứ lấy súng là được đâu anh em. Vạ vật. Đây. Gì vậy? À đây, à đây, à đây. À, chúng mày vô đây, chúng mày vô đây. Mày thì thằng what con này đâu, thằng nào nữa? Mày thì what con này đâu ra? Đâu nữa, đâu? Đây nữa. Nào đâu, đâu? Ở đây. Này thì đi luôn cả à, à, à. Ôi này. Này thì đâu? Đâu nữa?
Đấm này thì đi rồi. Đâu nữa, ra đây đây. Đâu? Và vừa vận chập hết. Còn không? Ui dồi, oanh tạc. Một pha oanh tạc. Ui dồi. Đâu nhỉ? Ở trên à? Để tôi tìm ở dưới đã. Cái gì đây? Ui cái gì? À mặt nạ à? Mẹ tôi tưởng là cái... cái mặt nạ nhìn tởm vậy. Tôi tưởng là lòng heo, lòng bò gì chứ. Đâu ấy nhỉ? Ủa bây giờ tôi đang tìm cái gì tôi quên mất tiêu rồi anh em. Ủa? Anh tìm gì ấy nhỉ? Đầu óc tôi dạo này chán đời lắm. Phụ kiện à? À ok. Đi tìm phụ kiện đúng không? À rồi. Ok. Đi tìm phụ kiện à? Chắc tôi nghĩ ở trên kia thôi. Để chút nữa chỉnh cái setting cái đã, từ từ xem thử cái này đã. Cái nào chạy ngầm không mà? Không. Chắc game nó mới ra nên chưa được tối ưu anh em ạ. Ừ. Mới ra. Chúng tôi đã đào bới được hơn một tháng và tôi bắt đầu hỏi chúng tôi thực sự đang làm gì ở đây. Có những tàn tích bằng bá đá cổ trên mặt đất, cũng như những tàn tích được phát hiện dưới lòng đất. Một thứ giống như đền thờ trong một hang động lớn đã được phát hiện tại một trong những hầm mỏ khác. Có đúng là chúng tôi đang đào để tìm mạch vàng hay không vậy? Không đâu. Đang đi khai thác trứng trong kia đấy. Các bạn em Ngọc Khải Thái nhá, đủ 3 quả rồi đến đền con quỷ thật sự đang đợi à vậy à? Mới có 2 quả à? Còn quả cuối cùng đâu? Where is quả cuối cùng? Moshi! Không ai hết. Chìa khóa gì vậy? Ủa? Chìa khóa hành khách, chìa khóa được tìm thấy trong trại hành khách, có thể mở khóa một tòa nhà gần đây à? Tòa nhà gần đây? Gần đây có cái tòa nhà nào nhỉ? Không thấy dụng cụ nào cả. Đâu anh em kêu cái linh kiện nằm ở đâu nhỉ? Nó bảo là anh em mình có cái chìa khóa đến đây cái tòa nhà đấy, phải mở cái đó để hình như phải đến mới lấy được anh em ạ. Nó không có chỉ cho bản đồ. Nó không có chỉ. Tòa nhà nào? Cái này mở được rồi mà. Tòa nhà nào nhỉ? Nó bảo tòa nhà gần đây. À, được rồi. Thì ra ở đây. Cái gì đây? Ôi rồi, Thôi. Tết luôn cho đóng rồi đâu. Đâu của em đâu? Ở đây đúng không? À, rồi. Súng đều nhá. Súng gì bắn gì không nát nhà nó cười hết chứ.
Cái nhà gỗ mà không phá được nữa thì làm gì đã ăn cho đời. Bây giờ là chúng ta sẽ tới vị trí nào nữa đây? Sao mà lắm vị trí vậy? Triệu hồi cha Led bằng những quả trứng rồi chấm dứt thời kỳ khủng khiếp của nó. À, đây là cái chỗ triệu hồi đây này. Nó khỏi lấy nhật ký cho thằng cha này đi ha. Bây giờ cái quả cuối cùng nằm ở đâu nhỉ? Đi lấy cây súng lửa đi, cây súng lửa xa lắm. Tôi chỉ cần biết là nó nằm vị trí nào thôi. Bây giờ chúng ta đang nằm vị trí này. Đi đến đấy nó cũng hơi xa đấy. Thôi kệ. Đi luôn. Cái gì đây? Ôi! 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 Và nó me tôi. Mày được lắm. Con khốn nạn. Mày được lắm. Ừ. Mày đợi đấy. Dám me tôi à? Mày được lắm, mày được lắm. Ừ. Còn có nhiệm vụ ở đây. Tôi nghĩ là tôi phải chạy tới đây để tôi cái nhiệm vụ phụ, đây là nhiệm vụ phụ anh em ạ. Để lấy đấu đồng nát để nâng cấp. Tôi không biết là tôi có cần hay không. Còn đây là tế đàn. Tôi nghĩ là tôi nên giờ tôi không biết thì đi đâu nữa nè. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Màu xanh á. Có phải là màu xanh này đúng không? Nhiệm vụ bắt buộc đây nè. Để tôi quay lại anh em ạ. Còn cái nào màu xanh ở đâu hết rồi. Ở dưới này màu đỏ. Triệu hồi cha Led bằng những quả trứng rồi chấm dứt thời kỳ khủng khiếp của nó. Màu xanh là lấy trứng đúng không? Đúng không? Ờ ok. Thấy mẹ chưa? Tự nhiên đi quay lại. Ok 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 ok. Vậy là cái nhiệm vụ màu xanh này nó liên quan đến cái này mà. Thì anh em mình phải lấy ra quả súng trước chứ. Phải lấy súng trước. Phải lấy súng trước. Ừ. Đi lấy súng trước đã. Tàu này chậm quá. Làm đủ nhiệm vụ đi à? Ok. Tôi làm hết mà. Tí nữa tôi sẽ chạy xuống đây. Tôi gặp thanh niên này ở đây. Sau đấy là tôi sẽ làm nhiệm vụ ở dưa chuột ở đây. Rồi sau đấy là tôi sẽ làm nhiệm vụ này. Rồi sau đấy màu đỏ luôn. Hợp lý. Hơi lâu anh em ạ. Chơi game là phải làm hết nhiệm vụ. Còn không có cái nịt. Thấy không? Cái chỗ này chỗ nào ấy nhỉ? Tôi quên mất tiêu rồi. Chỗ này chỗ nào ấy nhỉ? Này chỗ nào vậy ta? Yên quân ngang. Chỗ các bà bán khẩu súng đúng không? Dừng xe cái. Không phải cái chỗ của anh kia. Đúng rồi, anh kia chỉ đường rồi. Để đi xuống đây thôi. Đi xuống đây. Xuống đây là nhiệm vụ này đã. Chút đánh boss
Bót ong sẽ sửa, vừa sửa vừa sửa sửa tàu à vậy? Ôi! Đi quá rồi. Let's go! Ok. Đang chạy nó hù nè vô đây. Tôi đã có tất cả những khẩu súng rồi, còn khẩu súng cuối cùng nữa thôi. Súng lửa. Anh em kia nghe nói là súng lửa. Đi qua cái cầu rồi đã. Dừng lại. Có một nhiệm vụ ở đây. Làm cho hết nhiệm vụ không là ui. Có hai con này nữa. Cái gì đây? Mẹ đế chế gì đây? Ai kia? Anh nào kia? Chào anh. Anh đứng đây mưa gió, đứng trong nhà, đứng ngoài đây chứ vậy? Anh hai mái đẹp dài. Hey. Này, anh có phải người mới đến đây để làm việc cho chúng tôi không? Chắc hẳn anh là một trong thứ, là một thứ tôi cần nằm trên đỉnh những tòa tháp này. À, có một thứ tôi cần à? À vậy. Và đừng lo lắng, tôi sẽ không bắt anh làm việc miễn phí đâu. Phở hi hi hi. Tôi là một gã đủ tốt để trả tiền cho câu. Ủa? Thế giới này tôi cần cái đồng nát. Không còn tiền. Bạn thấy đấy, ông Warren chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về đất liền, về hoạt động khai thác của mình cả. Anh ta thậm chí còn không bao giờ báo cáo về việc đi vào hang. Ông ta không báo, không trả tiền cho chúng tôi kể từ đó. Khu vực sinh sống của chúng tôi rất tồi tàn và hoàn cảnh của tôi thừa đủ để nhận khoản tiền mà tôi lẽ là được nhận. Trên hết, không ai trong số đám thợ mỏ chúng tôi từng nhận được bản sao thủ tục giấy tờ của mình. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cấp dưới của tôi như với người ở địa vị của tôi cả. Tôi sẽ kiện cha Warren ngay sau khi thoát khỏi hòn đảo này. Và tôi sẽ cần những tài liệu đó để chứng minh rằng hắn vi phạm hợp đồng của chúng tôi. Được rồi. Alo, alo, alo. Đây. Anh này tên là Ronnie. Ronnie hai mái. Đi thôi anh. Để làm gì nhỉ? À, đi đến đầu đỉnh tòa tháp à? Ok. Anh Rui nói nhiều. Anh Rui nói là đỉnh tòa tháp. Rồi, đến đây là kẹt rồi anh Rui ơi. À, giờ sao đu qua anh Rui ơi? Alo anh ơi. Không lấy được cái này anh ơi. Ấy mẹ chưa. Giờ sao đu qua. Anh rớt mặt tôi đấy à. Cái này tôi đi dây qua. Rồi sao mất máu chưa. Anh không hướng dẫn tôi đi hết vậy. Chắc đi sang bên đây anh em ạ. À đây, đây, có cửa đây. Ủa? Anh Rui đi ơi, không có chìa khóa anh ơi. Bây giờ sao đi qua? Nhảy quá à, quên, tôi quên game này nút nhảy. Đi tàu nhiều quá nó quên nó lười anh em. Wow. Ngày xa dữ mày.
không ngờ tôi nhảy xa được vậy. Ui, gì đây? Ủa? Ủa? Ấy mẹ chưa? Ủa, lên lên để tìm gì? Khốn nạn nào nó đóng ván này lên là sao tôi lên được? Ủa? Ủa alo? Ủa? Sao trên bản đồ lại chỉ cái nhà bên này? Mình đi nhầm nhà mẹ rồi! Trên kia kìa! Hiểu được. Mà làm sao bà? Bà. Mà làm sao leo lên đấy, lên lấy được hay vậy? Âu. Auto. Auto leo lên đấy. Trong khi đấy đến đây là tịt ngòi rồi sao leo lên đó cha? Sao leo lên kia nhỉ? Hay là tôi phải nhảy trên từ mái nhà này sang mái nhà kia? Nhưng mà không leo lên được đây thì làm sao mà nhảy lên mái nhà bên kia? Game ảo à? À đây 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 game nhảy quá khó anh em nhé. Chưa thấy con game nào nhảy khó như con game này luôn. Trời, speedrun. Nè. Tôi phải nhảy đến cái cục này đã. Rồi, ngon. Anh có gì đâu? Đó. Anh em mình leo lên đây sau đó nhảy qua bên kia. Nghe em như quẹt. Game này có chung họ hàng với Dâm Kinh không ấy? Rồi. Em khó nhảy. Thế em khó nhảy. Rồi. Yeah. Woo. Việc thiết lập nền tảng cho hoạt động này phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều, không chỉ bởi chi phí mà còn là khâu hậu cần của quá trình xây dựng và vận chuyển vật tư đến các khu mỏ chính. Chúng ta cần phải kiếm vàng thật nhanh nếu muốn có bất kỳ cơ hội nào để tránh phá sản. À, bọn này là kiểu như là khai thác vàng bất hợp pháp đấy. Anh kia kêu mình tìm cái ủng què gì nhỉ? Kêu cái tìm gì ta? Quên rồi. Anh ơi! Ồ! Tìm gì ấy? Lên đây là quên mẹ. Tài liệu à? Anh cứ tìm tài liệu à? Tôi thấy có tài liệu nào đâu. À, lên đỉnh luôn. Chắc là tài liệu trên đây. Đây rồi. Rồi, lần này thì thằng cha Warren sẽ bị gọi là ra tòa nhé. Sẽ bị ra tòa. Ủa. Ây. Hú. Ôi. Ôi rồi, gãy xương sống rồi. Đây.
Em lao từ lầu kia lao xuống luôn đấy nhá. Thử nhiều nhiều anh nhá. Trông anh giống như một con khỉ đang leo trên cây tòa tháp đó vậy. He he. Cười đấy. Tôi chắc chắn mình rất vui vì tìm thấy đống tài liệu này rồi. Đây là món đồng nát mà anh nài nỉ đây. Ai nài nỉ? Cho nó lại. Ông nhờ tôi mà ông bảo là tôi nài nỉ ông. What? Và vẩn vả phát chết tươi rồi. Rõ ràng ông nhờ tôi ông làm mấy việc đấy. Cuối cùng ông đưa tôi bảo nài nỉ. Chờ chuyện. Biết vậy đéo giúp. Vì đồng nát mới giúp thôi đấy. Đi qua cầu thôi. Tôi rút ra một kinh nghiệm là con game này dù tôi có chạy nhanh cỡ nào thì vẫn thua con nào con nhện. Ok, chúng ta sẽ đi tới nhiệm vụ dưa văn chuột. Tôi tới vị trí ở đây. Chúng ta sẽ lấy dưa chuột hộ chị kia. Không biết chị có cảm ơn như anh kia không. Chị mà phụ giống anh kia là tôi bỏ luôn nhé. Ủa game tôi nhớ có tiếng Việt mà. Game nãy giờ tiếng Việt là tiếng nào? Ừ, tiếng chơi tiếng Anh. Mà sợ anh em không hiểu. Coi máu của tàu đi anh. Ui dồi còn đây. Ai đây? Cảm nhận được có. Cảm nhận được cái mùi của con nhện. Mày ở đâu? I can smell you bro. Game này trên PC hả anh? Ừ. Con game này mua với giá là 260k ở trên PC. Rồi. Khá là chát. Nhưng mà đổi lại được cái đồ họa như này thì tôi nghĩ là nó đáng. Ê, quên, đi đâu ta? Cảm ơn anh em dưa lương ra cho nên là anh em phải mua khô gà, khô bò hoặc là khô mực vào nha. Để tôi còn có con game khác mà chơi nha. Chứ tôi vừa mất 5 khô gà để mua con game này đấy nha. Đây rồi. Thằng chuột chân là gãy cổ. Đấy. Ôi. Một. Hai. Ui, quá đơn giản. Đây hũ dưa chua của chị đây. Chị ở đâu rồi? Ấy mẹ chưa giờ không biết chị ở đâu luôn á. À đây rồi. Nên chạy bộ qua hả? Bây giờ phải chạy bộ qua nữa anh em. Chị ăn nữa hũ còn nữa hũ chị lấy để làm gì? Đây. Hũ dưa chua của chị đây. Chị vẫn đứng ngoài cửa. Đây. Dưa chua của tôi. Cảm ơn rất nhiều vì đã mang cho tôi dưa chua.
Anh là người hùng dưa chua của tôi. Nó đặt tên tôi là dưa hùng dưa chua luôn này. Đây là thứ đồ đồng nát, phần thưởng cho nhiệm vụ tìm kiếm dưa chua dũng cảm của anh. À, cảm ơn chị nha. Em đi nha. Không mở được cửa chị nha. Lần sau để cái chìa khóa trước cửa nha. À, đi xa đấy. Dưa chuột làm gì nhở? Trong cái mùa đông giá rét này á hả? Trong cái mùa đông cô đơn này á hả? Phụ nữ chỉ cần dưa chuột thôi anh em nhé. Thiếu dưa chuột chị không sống được. Sao trời lúc nào cũng âm u vậy, không ngày nào sáng á. Ê đừng có nói là con kia tới nha. Tôi nghe thấy mùi nó rồi. Lẹ lẹ lẹ, đi về lẹ nhanh lên. Đi về lẹ nhanh lên. Nhanh lên bạn ơi. Chạy lẹ lên. Sợ thế, bão bùng gì nữa. Nhanh lên. Đi. Nâng cấp. Rồi. Đi đâu đây? Dừng xe. Đúng được rồi, đi tiếp luôn. Nhiệm vụ tiếp theo. Rồi mới đến nhiệm vụ màu đỏ. Vậy chúng ta xin dừng ở đây. Tâm ta dừng ở đây. Chúng ta dừng ở đây sẽ gần hai nơi. Súng này bắn chậm lắm. Tôi nghe tiếng đổ của súng pháo bắn. Chú. Ờ, này xịn hơn. Đam to tốt rồi á. Này à. Ui dồi ôi, đồng nát rất nhiều. Ủa? Cái chị này quen quen ta. Chị bữa là gặp con kia là chị chạy nhanh lắm đúng không? Con xấu hả? Tôi tưởng là chị đi rồi chứ. Ờ cái chị mà thấy con nhện xong chạy trước đấy. Bỏ tôi lại đây. Chị còn sống ạ. Tôi tưởng là chị ngỏm rồi chứ. Trời thì mưa này, nước này, lửa bắt con. Ơ chào anh, ơ chào chị, ơ chào bà, ơ. À, chào chị à. Well, hello darling. Chào cưng. Tớ đang làm món hầm mới với các nguyên liệu lấy từ chính đầm lầy của mình. Nhưng tôi không có miếng thịt nào cả. Tôi ngửi thấy mùi xác chết trên hòn đảo trong đầm lầy. Và nếu anh lỗ qua đó mang nó về cho tôi, tôi sẽ trả cho anh món nó đồng nát. Mặc dù vậy, anh sẽ cần cảnh giác với Barry, con quái vật đầm lầy. Hãy để ý xem nó làm tung tóe xung quanh không. Và đừng di chuyển nếu nó đến gần bạn. Miễn là bạn đứng yên, nó sẽ hiền như một con mèo thôi. À vậy à? Đâu có bạn nhỉ? À đây à? Thu thập thịt từ trung tâm đầm lầy, đồng thời tránh khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn. Ok. Chào bà nhé. Em đi nhé. Nhìn bà cũng xinh lắm. À đây là công thức nấu của bà đây. Đảm đang phết chứ nhỉ. Cái nấu ăn đồ
Tôi thích những người phụ nữ đảm đang. Bây giờ nhảy xuống à? Mới nhúng chân xuống. Mới nhúng cái chân xuống là nó bị đớp rồi. Không kịp làm gì sợ anh em ạ. Cái tâm lý của mình là sợ, lúc mà mình sợ mình sẽ chạy đúng không? Đấy. Thì con game này nó dựa trên cái tâm lý của người chơi. Là lúc nãy là tôi sợ quá tôi tính lùi lại. Cho nên là con cá tấn công tôi. Khốn nạn. Nãy tôi thấy đồng nát ở gần đây mà ta. À đây 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 đây. Gì đây? Yamete, con sai. Ôi, né đi bà ơi. Bà ta bà ơi. Ôi bà cũng nhát lắm, vô đi núp. Cẩn thận bà ơi nhá. Cẩn thận bà ơi. Nó đi rồi, nó đi rồi. À nó chưa đi bà ơi, nó chưa đi bà ơi. Nó chưa đi. Má đang mày nấu tiếp đi. Bà chạy nhanh đéo chịu được, tôi còn chưa kịp vô bà chạy vô trước. Đấy, bà không sợ luôn. Bà ngang nhiên bà đi ra nấu tiếp. Chắc quen rồi anh em ạ, quen rồi. Bà nói cái câu này kiểu như chuyện thường ngày ấy mà cháu. Đọc lại Bình Dương thôi mà cháu, có gì đâu. Ừ. Bà rất điềm tĩnh là nấu tiếp. Rồi. 1 2 3. Mèo hiểu luôn. Ai? Ai? Và hai con nó hội đồng tôi. Con cá với con kia. Nó khôn vãi đái anh em ạ, nó đợi tôi đi xuống nước. Mà con cá thì tôi đứng yên thì nó sẽ không tấn công. Nhưng con nhện thì không. Vâng. Được lắm, chúng mày xong kiếm hợp bích à. Hợp lý đấy. Được lắm. Dám xong kiếm hợp bích với chậm à. Bà đứng ở ngoài đấy báo với tôi biết nghe chưa. Khi nào nó tới thì bà báo tôi ngay đấy. Rồi, let's go. Bà luôn. Thôi nha. Tôi có mỗi cái xúc xích thôi mà cắn thì không có gì què gì đâu á. Gì đây? Cá hải, cá gì nhỉ? Tôi quên cá này cá gì nhỉ? Cá sấu nước ngọt à? À đâu, cá sấu nó chảy nước ngọt, quên. Cá gì nhỉ?
khổ quá. Lấy một con cá cho bà mà khổ quá. Ừ, cá hải tượng long. Đúng rồi, giống giống cá hải tượng long nhưng mồm nó dài hơn. Ừ. Cái nút leo lên chỗ nào anh em? Đâu rồi? Leo lên nút. Đứng yên. Đứng yên. Bà ơi, anh vừa tìm được món ngon đấy. Đây là chỗ đồng nát mà tôi có. Đêm yên lành nhá bé con. Ra đi nhá. Bà cẩn thận, là một mình phụ nữ ở trong rừng như này nguy hiểm lắm nhá. Gì vậy? Nhạc như bất ổn vậy. Cảm ơn anh em Tiểu Đào nhé. Yo. Rồi. Vũ khí nâng cấp. Rồi sao? Rồi. Max cấp rồi anh em nhé. Sắp là sắp tiễn gì? Sắp tiễn gì? Sắp tiễn con Charlotte đi về ở chỗ ông bà. Ừ, chào em nào đấy. Chào em. Hello. Không phải nào ấy. Hello anh. Làm gì mà cháy nhà vậy anh? Chơi Free Fire đúng không? Chơi Free Fire có cháy nhà đấy. Tôi đã chế tạo một khẩu súng phun lửa nho nhỏ để bổ sung cho kế hoạch phòng thủ nhà khỏi đoàn tàu nhất của mình. Nhưng anh đã thấy đấy, vụ này hơi phản tác dụng. Vâng, ông tự hủy, ông đốt mẹ nhà. Suýt thì tôi tự nấu chính mình trong cái kho đó khi thử nghiệm nó. Chết tiệt. Nhưng mà tôi rất muốn cứu lấy cái kho. Nếu súng phun lửa bằng cách nào đó vẫn hoạt động sau khi ngọn lửa tắt thì anh vẫn có thể lấy nó. Tôi nói là anh chính là tay sở săn quái vật mà mọi người đang mong mỏi chờ đợi. Vậy là món vũ khí thế nào này cũng có thể ích có ích đấy nhỉ. Bây giờ làm sao để dập lửa nhỉ? À, lửa từ chai thuốc xịt côn trùng vũ khí. Tìm cách dập đám cháy. Tìm cách dập đám cháy. Ủa, tôi chấm mà. À, trên kia. Ha, con nước này rồi. Ui dồi ôi. Đi xuống thôi. Cho xuyên cái súng một lửa nhá ông nhá. Ông mặt giống là Tuda lắm. Màu cam à, ấy da. Màu cam hợp bệnh tôi đấy. Ủa, ông chém mặt tôi à? Cứu một lửa đâu? Using the water tank. Dùng bồn nước để dập lửa, thiên tài đích thực. Đây, nhận lấy chai thuốc xịt côn trùng cũ, nguồn cơn của sự hỗn loạn này. Tôi không muốn nhìn thấy nó bất kỳ đâu gần đây nữa. Bắn đi, chết tiệt. Biến đi chết tiệt chứ nhỉ? Ủa, vậy đấy khó chưa? Súng lửa đâu? Nó bảo à? Ông già dẫn mặt rồi, súng phun lửa của tôi đâu?
Ông đưa chưa nhỉ? Sao ông lại gọi mấy cái súng phân lửa là thuốc xịt côn trùng? Tôi nhớ đưa rồi. Đưa rồi. Ủa tao đâu có tiêu vậy? Làm sao mà sót được? Để tôi test sử súng phun lửa coi này. Charlotte ơi ra đây để tôi còn rồi ôi tàu màu cam nhá, rất đẹp. Súng phun lửa đâu? Đây à? Ui rồi. Chết mẹ cháy nhà. Tạm biệt nhá, em đi nhá. Tốt nhà xong đi anh em. Rồi, nhiệm vụ đã hết. Và đây là nhiệm vụ cuối. Ở đâu còn nữa chứ? Phải đi lấy nhật ký trong nội này nữa. Đi luôn. Nhiệm vụ, hai nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi là xong. Nhiệm vụ này và nhiệm vụ này. Hai cái. Phun xuống đường ray nhé. Vậy à? À, vậy là phun xuống đường ray à? Tôi tưởng là phun lên mặt nó cho nó cháy chứ sao lại phun xuống đường ray. Ước gì tự nhiên em nhện em ra nhỉ? Em nhện ơi! Để tôi kéo còi xem. Hello! Lô ngoài hết lô lô ngoài hết, hình như là tàu này được làm bằng năng lượng mặt trời chứ anh em ạ, cho nên chạy đấu giờ không hết xăng. Sắp dừng rồi đó, ở đoạn trước anh em xin dừng lại. À, đi đúng đường rồi. Không cần phải dừng nữa. Bên bên trái ở đây có một cái nhật ký mang cho ông này. Ở đâu? Nhật ký đây là mang cho ông này. Mà dẹp đi, solo nhện luôn đi. Còn ba cái nhiệm vụ nữa không phải hai ạ. Ừ, tôi tưởng là hai. Còn ngửa đây nè. Ôi. Ôi. Mỗi lần mà nghe tiếng này, ui biết cay. Súng đâu? Cái này phế quá đồ súng. Chứ. Ôi làm hết nhiệm vụ luôn. Anh. Đi bộ cho nhanh. Đi tàu hơi lâu.
Ông kia ông để quên tài liệu, anh em phải lấy. Biết đâu lại làm tất cả nhiệm vụ, chúng ta sẽ được happy ending nhá. Tài liệu ông để đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Cảm ơn chị em Cass nha. Lên tàu. Trời, tí nữa còn solo với Charlotte nữa. Chết tôi. Solo chắc tiếp một tiếng đồng hồ mới xong. Rồi tàu đây không bây giờ không thể quay lại được này rồi. Sao không tản mẹ sang bên kia nhỉ? Để hơi vậy nhỉ. Giờ là phải chạy ra nữa. Cảm ơn anh em Thanh nhá. Đi bộ sợ VC à? Anh em mình đánh bại nó phải mất thời gian hồi đấy anh em nhá. Ừ. Cho nên là mỗi lần đánh bại xong là nó sẽ không xuất hiện đâu. Nhá. Hồi nãy là tôi xui tôi đâu xuất hiện thôi. Chào em. Ui dồi ôi. Chào em. Cứ coi như anh chính là tay sợ săn quái vật đó đi. Anh chưa là ai nữa. Lẽ ra tôi phải nhận ra chứ. Anh đã từng có kinh nghiệm xử lý lũ ma chưa? Ma nào? Ê quỷ mà. Ai đó hay cái gì đó đã ghim chính xác 16 bức vẽ lên cái cột đèn trên bãi đá mỗi đêm. Tôi luôn gom chúng lại rồi đốt. Nhưng khi tìm kiếm chúng vào đêm qua, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ và nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Tôi chỉ tìm thấy một nửa bức vẽ vào hôm qua vì tình thế hỗn loạn. Anh có thể đi tìm bức còn lại mang chúng về cho tôi không? Sao mấy cái cửa đây toàn khóa không vậy? Bức còn lại nằm đâu? À nằm đây à? Nằm đây dễ thôi. À hồi nãy có ma thật không em? Cho hỏi lần nữa là trong này có ma. Trong này có ma không anh em? Nếu mà speedrun con game này thì chúng ta sẽ chỉ làm những cái nhiệm vụ gọi là những nhiệm vụ chính thôi. Không trải qua những cái nhiệm vụ phụ. Mà trong đó là những cái nhiệm vụ phụ rất là hay. À. Gì vậy? Em đi như vậy. Cảm ơn Ánh Nguyệt nha. Thôi. Tôi lấy cái gì ở đây? Bức vẽ à? À, phải đi xung quanh đây để lấy bức vẽ. Hai cái rồi. Đâu cái chạy? À, chào anh. Bậy rồi anh này, bậy rồi. À đây một cái đây. Mẹ. Ủa, cái đàn đâu vậy? Ủa tôi dịch chuyển cách đấy 100 mét ạ. Hẹn tao đang xuất rồi chứ. Đấy được gọi là ma dẫn đường anh em nhá. Ở đâu còn cái nào nữa? Hết mẹ rồi.
đây. Đây, 5 cái. Đâu nữa? Cái nữa kiếm mang ra. Chân táo ở trong khu này thôi, chỉ trong khu này thôi, nhưng mà anh em mình cũng chưa tìm ra được nó nằm đâu cả. Nãy chạy qua một bức tranh à, ở đâu? Chỗ nào? Thôi anh ơi. Thôi rồi. Thôi xin. Đây rồi. Yes. Thật chưa kịp lấy cái bức tranh nó sợ quá, anh chạy nhanh quá không kịp lấy. Quay lại đây. Sợ quá. Nó nằm ở bên phải anh em ạ. Nằm ở trên bên phải. Sợ quá, mình đi nhanh quá. Rén. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Đâu nhỉ, vừa nãy em vừa thấy mà. Còn nhện nữa kìa. Hồi nãy nó nằm ở đấy mà sao mất tiêu rồi.
đài. Mấy em nữa ở trên. Một cái nằm đâu ta? Còn một cái nữa thôi. Cảm ơn gòm. Mày nữa. Ở trên đây. Trong khu trăm cấp kia. Á, rượt mình tận ngoài đây cơ. Chạy qua hai vách núi á. Để tôi xem thử. Không có. Oh,
thấy. Tôi đúng một cái nữa thôi mà khó tin mới chịu được. Chụp vào có thấy ở đây rồi. Đây rồi. Mẹ. Gần hang đâu? Và vùng vân. Không có gần hang đâu. Rồi. Tìm thấy rồi. Oh my god. Không có gần hang, này là đi tôi đi bừa nó gặp thôi. Rồi chào chị. Rồi cảm ơn tôi được rồi đấy. Let's go. Quá mệt. Bây giờ là đưa cho ông nội ở bên này nữa. Damn shit. Game này cũng lắm boss anh em ạ. Nếu mà chỉ trải nghiệm game mà chỉ đánh cái con nhện thì game này chỉ có 30 phút thôi là xong con game rồi. Còn muốn trải nghiệm hết là phải trải nghiệm tất cả nhiệm vụ phụ của nó. Nhiệm vụ phụ hay hơn phụ nhiệm vụ chính đấy. Cho nên là anh em đừng có xem trên YouTube. Rồi anh em thấy người ta cắt ghép tại sao người ta chơi nhanh vậy. Thấy không? Rồi vô trong stream nói rằng là anh ơi người ta chơi có nửa tiếng 30 phút thôi. Hoặc là người ta chơi một tiếng thôi là xong game rồi. Tại vì người ta chơi những cái nhiệm vụ chính thôi. Không chơi nhiệm vụ phụ. Thấy không? Với lại người ta cũng cắt ghép video nữa. Đừng so sánh streamer với YouTuber. Nhé. Yeah. Tôi cho tao đi lùi để tôi tới này nè. Để trả cái như cuốn nhật ký cho ông kia. Hơi xa. Tôi phải trả cuốn nhật ký cho ông kia. Cảm ơn anh em tiểu đào nhá. Trong lúc rảnh đấy anh em mở ấy lên mua khô gà đi nhé. Ủng hộ một khô gà coi như là một game. Đây cuốn nhật ký của ông nội đây. Quá. Có đi đến tàu mà cũng không quên nhật ký ở nhà. Bây giờ để tôi đi lấy nhật ký cho ông này nữa. Đây. Con game này mà nếu chơi full tất cả các kiểu thì không phải 2 tiếng đồng hồ mới xong, hoặc là hơn 3 tiếng. Thank you so much. I would hope. Tôi hy vọng là lợi ích của chính anh rằng anh không nhìn trộm vào bên trong. Ai nhìn trộm? Đã lấy nhật ký cho ông rồi, ông còn bảo tôi nhìn trộm. Nhưng mà đây là chỗ đồng nát mà tôi đã hứa.
vả vớ vẩn xô xuống nước bây giờ vả vẩn không? Đi đi. Đã lấy cuốn nhật ký cho ông rồi, ông còn sợ mình đọc bên trong. Ông viết cái mẹ gì bên trong mà sợ tôi đọc. Vả vẩn. Chắc là ông này chứa nhiều số điện thoại gái đúng không? Không muốn chia sẻ cho anh em gì hết. Hết rồi, hết nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ tất cả đã xong rồi, không còn nhiệm vụ nữa đâu. Bây giờ là chúng ta sẽ đến chỗ màu xanh này để làm nhiệm vụ cuối cùng đó thôi. Hết rồi. Hết rồi, góc map nào nữa? Góc map nào nữa? Xong hết rồi. À. Damn shit. Sao mà nằm ở góc vậy bấy? Oh! Ủa đấy. Mày làm gì tao? Ủa? Lùi lại. Tôi chạy lố rồi. Ông xuống này mạnh đấy, tôi nghĩ xuống này mạnh đấy anh em ạ. Ừ. Bắn cũng phải gần nửa cây của con kia rồi. Ờ. Mạnh đấy. Tiêu tiêu tiêu. Tiêu tiêu xuống đều nha, không bắn được cái tường gỗ. Cái tường chỉ bằng gỗ thôi không bắn được. Quá phế. Ở đây dừng. In. Ui. Đi giữa đồng không mông quạnh này chết tôi. Dùng súng lửa đúng đó, đúng là nó mạnh á. Mà súng lửa nó ngắn lắm anh em ạ. Không làm gì được. Ừ, súng này đam nó to. Bom mạnh hơn á, mất một khúc to luôn à. À vậy à. Hay để tí để bắn bom. Cái nào mạnh anh em mình ưu tiên nhá. Tôi thấy lửa hơi yếu. Ê, đi. Súng sướng nhỉ. Mẹ tôi ở ngoài kia làm lụng vất vả sung sướng nhỉ? Mở cửa đây! Mẹ ngồi đây uống trà! Quang cảnh đẹp phết nhỉ? À... Sao không em? Sao đấy? Chào em! Tưởng em uống trà! Để chút anh đọc tài liệu nhá! Canh gác hướng biển ngày 68, tôi ra ngoài để kiểm tra định kỳ ngọn hải đăng. Khi canh góc ở góc của tòa nhà, tôi nhìn thấy con quái vật ở đó tra lít. Nó phát hiện ra tôi và lao thẳng lên đồi theo hướng phía tôi. Con tàu nhện đó là một con quái vật cơm nước. Tôi không hiểu tại sao Warren lại muốn chúng tôi lại ở lại cái nơi đất vùng này thay vì cố gắng thoát khỏi con quái vật. Tôi cho rằng Warren chỉ đơn giản là phát điên khi nghĩ rằng ông ta có thể tự mình xử lý tình huống này. Dù thế nào đi nữa, Charlotte đã cán qua người tôi. Ui, dẫm nát chân tôi. Ồ. Sorry em nhá, mẹ tưởng em ngồi uống chóng cà phê khổ. Xin lỗi em nhá, sao không? We haven't met, but chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng em đã thích anh quên. Nhưng tôi đã được nghe kể rất nhiều về việc anh đã tới giúp chúng tôi. À, I have a favor to ask.
Tôi có thể có một chuyện muốn nhờ. Cầu dao bên ngọn hải đang cần được thay thế. Gần đây tôi đã bị cha lết tấn công, vì vậy tôi không thể tự mình làm điều đó. Cầu dao ở nhà kho gần đó. Nếu anh đi lấy chúng và sửa chữa ngọn hải đăng, tôi sẽ cưới anh. Tôi có thể thử ra hiệu cho những con tàu đi qua giúp chúng ta. Lúc nào anh xong việc, tôi có vài món đồng nát không dùng đến cho anh đấy. Ok em nhé. Này à, ở đâu em nhỉ? Ở đây à? Đâu nhỉ, quên nhỉ? À đây 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 đây. Ui, đồng nát nhiều lắm em ơi. Cái gì đây? À, công tắc à? Rồi. Let's go. Hết rồi, hết rồi không? Ừ, đi, let's go. Đồng đăng có phố thị lừa, có nàng tô thị, có chùa Tam Thiên. Ủa? À, quá đơn giản. Xong rồi em ơi, cưới thôi em ơi. Em ơi, cưới được chưa? Cưới luôn. Sửa chữa ngọn hải đăng chắc chắn sẽ làm tăng cơ hội phát triển của chúng ta đấy. Tăng cơ hội phát hiện à? Sửa chữa bọn ngọn hải đăng chắc chắn sẽ làm tăng cơ hội bị phát hiện của chúng ta. Tôi tưởng phát triển. Nhầm. Đây là chỗ đồng nát mà tôi đã hứa. Tôi tưởng sửa xong lấy lê đặc em chứ. Nào ngờ đọc nhầm. Què cũng không tha được. Què chứ. Cái chỗ đấy có què không? Anh em pha vẩn không biết gì. Biết tận dụng cơ hội gì. Tận dụng cơ hội. Không phải. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của em đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ khởi hành tới điểm xuất phát cuối cùng của con game này. Có khi nào đánh con boss hoài không chết không cha? Có khi nào đánh con boss hoài không chết không ta? Thế màu yếm. Để tôi nâng cấp vũ khí cái. Sát thương. Tốc độ. Sát thương. Full. Ui dồi ôi. Full setting em ơi. Ôi. Còn cái gì của em ơi. Full setting rồi. Giờ là đi đập nhau thôi anh em nhé. Stop it. Ta chạy hơi xa rồi. Giờ phải quay lại. Dừng xe. Ủa,
Vậy còn cái cầu cho phát nổ để cho con này đi qua nó bị nổ ở đâu ta? Ủa? Hồi nãy là có cái cầu phát nổ đúng không? Nhưng mà tôi phải là phải làm mất máu cho con đó trước, rồi đi vô đánh chùm cuối thì nó mới mất một khúc máu thì anh em mình mới solo được. Thiếu trứng á, thì cái trứng nằm ở cái chỗ màu xanh xanh đó, đây nè, trứng nằm đây chứ đâu. Ờ, trứng nằm đây chứ đâu anh em. Còn nhiệm vụ nào nữa đâu, hết rồi. Vụ này thì tôi thì đã thì nó là đây nè. Ừ, đây nè, đúng không? Thì nhiệm vụ này là đây còn gì nữa? Cái đúng rồi. Cái gì? Đây. Đúng rồi, còn gì? Không chơi ở cái gì đấy anh ơi. Hello anh ơi. Lo. Ủa, anh không biết luôn à? Ui dồi ôi, lính canh thế này thì chết. Lính canh để tôi đi qua này để trừ lương nhá. Trừ lương lính canh. Ôi dồi ôi, lính canh này chết. Dành lính canh này chết. Bỏ đi nhá. Lần sau dẹp đấy nhá, đừng có là lính canh lính củng gì đấy nhá. Mèo hiểu lính canh như nào luôn. Đúng rồi, còn một trứng nằm đâu anh em ơi? Cái trứng nó nằm đâu? Sao mà hay ra rẻ quá à, mặt cười. À, Bích Trâm nhá, có một trứng nữa. Đây. Vậy là cái chỗ xanh xanh đúng rồi anh em ạ. À, đi lùi trước nhỉ. Còn quê chưa có đầu quê, chưa làm thì làm thôi chứ có đầu quê đúng không? Đấy, sẽ đi vào đây nè, đi vào đây luôn đấy. Sao hồi nãy tôi ấn vào đây rồi mà ta, tôi tới đến đây mà ta, nó chỉ là ra đây mà vớ vẩn gì nhỉ, nghe vớ vẩn quá. Cố xong game đi anh nhé, phần 3. Phần 3 của game nhé. Cố nào cố được. Mặt cười thời tới. Không khéo là đánh con boss nửa tiếng hôm xong rồi out ngày mai đánh tiếp. Cảm ơn anh em nào Kim Jin nhá. Cảm ơn anh em Kim Jin nhá. Lúc này anh em mua khô gà đi nhá, thương nhá, yêu nhá. Ủa, chào anh, sao hồi nãy em tới đây rồi mà anh không nói nhiệm vụ cho em biết? Anh rất mập ven à? Thì
Người trong vầng hào quang rạng rỡ của anh, Paul đã cho tôi giao cho tôi với chiếc chìa khóa của một trong những hầm mỏ có chứa một quả trứng. Rồi, anh nói ít thôi, khiếp nói ác thế. Chưa giờ nói gì á. Rồi, bây giờ đến khu hầm mỏ để lấy trứng. Tao hồi nãy gặp ông này rồi mà ta. Tao không nói đâu, từ đầu lúc đấy rồi bây giờ mới nói vậy ta. Do ông này anh em ạ. Do ông này chứ phải do tôi. Em nào kêu đây? Chắc tôi nghe nhầm. Tìm được 3 quả trứng đấu với nó là nó khỏe lắm à vậy à? Xinh xích. Tôi hơi bị mù map cho nên là tôi bật map liên tục anh em cảm nhé. Thôi lần này là còn cái đít rồi anh em ạ. Nó là còn cái đít rồi. Lên núi à? Ấy mẹ rồi, hơi xa rồi. Ở đâu trên núi vậy bây? À, trong cái hầm. Chuẩn bị là sắp có mấy thanh niên mà cầm súng nó bắn tôi này. Đó, đám thanh niên huyết sáo đó. Thôi mấy thằng này bù nhìn nó cái gì đâu anh em, bù nhìn. Mấy thanh niên bù nhìn đó mà. Bù nhìn thấy không? Đó, bù nhìn nó có được cái gì đâu. Như điệp viên anh em ơi. Tôi cứ làm như tôi điệp viên 007 John Quick. Xin lỗi. À, đang im ắng thì nó hề cái. Tôi tưởng là bạn tôi gọi không ấy chứ. Cảm ơn anh em Dino nhé. Này thì điệp viên 007 à. Tưởng nó không thấy nó non à. Cũng kinh đấy. Cũng ra gì đấy. Con game này dở một cái là người ta cầm súng được mà tôi không cầm súng được. Ủa lạn. Em. Người thân. Người thân yêu. Người thân yêu. Tạm biệt. Thông thả thôi.
Chào anh. Ê, bye. Who's that? Gì vậy? Còn á? Thôi. So no. No. Ai à. Nó phải gì dài lắm. Don't let him get away. Đừng để hắn thoát. À rồi, vâng. Em thoát giờ đấy. Em thoát giờ đấy anh ạ. You better run. Hắn vẫn chạy kia. À rồi, anh chạy tới đây. Anh chạy tới đây. Anh chạy vô đây, nhanh lên. Ừ. Ừ, ấy, để hút thôi. Làm nữa. Vừa vả. Xong. Cuối cùng. Chúng ta đã gặp chùm. Ta đã làm chủ. Ê, wow, đi nhầm hướng rồi bạn ơi. Ui, màu rất là nhiều màu anh em nhá. Tôi sơn tàu được luôn nhá. Chu. Tu. Nhường tàu đi. Đến lúc rồi. Đến lúc thanh toán rồi. Cần bị... Ê, chào anh. Trời, lúc này không gặp. Khỏe không? Khỏe không anh? Đâu rồi? À. Anh bắn đâu vậy anh ơi? À đây à? Rồi, chưa nói còn nghe. Where did he come from? We got company! Blast him! Quả trứng cuối cùng. Ủa? Nãy cắm vô rồi mà. Mới rút ra cắn lại hả? Một quả trứng sẽ làm đôi. Không ai chơi thì chơi một mình. Rồi. Hai quả. Tránh khỏi ngôi đền ngay, kẻ lạ mặt. Anh không biết mình đang làm gì đâu. Chỉ cần đặt quả trứng xuống rồi từ từ nằm rạp trên đất thôi. Anh sẽ làm tổn thương quá nhiều người nếu làm những điều mà anh đang toan tính đấy. Quá muộn rồi. Găng tay vô cực. Không! Không! You fool! Thằng ngu! Anh hại cả đám rồi đây! Ôi dồi ôi! Nai sư! Ôi dồi ôi! Chịu hồn nữa rồi! Gì vậy? Ôi ôi! Rồi sao? Phản nâng cấp à? À! Chạy! Chạy đi anh em! Chạy đi anh em! Chạy đi không cái gì nữa. Ôi ôi, ông hoa re. Ôi không. Ôi dồi ôi. Vậy ông hoa re là người tốt à? Chạy. Mày vô đây. Mày vô đây. Hút khỏi tao đi.
đấy. Ôi, Kamehameha. Kamehameha này. Kamehameha này. À, nghỉ nghỉ lao đấy. Anh em mình đã giúp nó qua cái cầu phát nổ lúc đầu mà chúng ta đã đặt bom. Ui rồi ôi, tạm biệt Charlotte. Ui, tôi tưởng con boss nó phải khó hơn chứ, yếu thế. Quá yếu. Con boss quá yếu. Tôi vẫn còn đầy cây máu. Đánh mấy con kia không khéo là còn lâu hơn con này. Ừ. Quá yếu đuối. Đánh cho được đúng như là 5 phút đó anh em. Ở đây. Cái gì vậy ta? Cảm ơn anh em IG tiểu đào nhỏ nhá. Gì vậy? Lại nữa là con khó khác à? What the hell? Holy shit! Ôi. Phần 2 của con game này chúng ta sẽ solo 1 với 100, 1.000 anh em nhé. 1 với 1.000. Đã hết. Phần 2 chúng ta sẽ solo với 1.000 con như vậy. Ok anh em nào qua K2 thì qua K2 nhé. Anh em nào qua K2 thì ấn vào cái đường link mà tôi để trên phần comment ở phần trên YouTube. Nếu mà anh em đang xem trên YouTube nhé. Anh em mua khô gà nhé. Ừ, khô gà còn mà có 14 hũ 15 hũ gì thôi là hết ở đây. Tốc độ anh em nhá. Hôm nay là ngày 12. Còn 1 giờ nữa là hết khuyến mãi. Anh em nào mua thì mua lẹ nhá. Còn 1 giờ nữa hết khuyến mãi khô gà, khô bò, tất cả những cái khô còn lại. Nhá. Ok anh em qua K2 nhá.
Ok anh em nào qua K2 thì ấn vô cái đường link mà tôi để ở đây để anh em qua K2. Được chưa ạ? Ừ. Cái đường link mà tôi đã để ở trên trang cá nhân đấy, ở dưới là video của tôi này. Ở trên là cái đường link mà tôi đã để ở đây. Ấn vào là qua được K2 để xem tôi với Đạt chơi PUBG. Để tiếp tục cá độ nhé. Còn anh em nào mua khô gà thì ấn vào góc bên trái màn hình có một cái giỏ hàng. Anh em sẽ tìm thấy cái món đồ mà anh em cần tìm hoặc là mua trang cá nhân. Ở cái phần bên cạnh sẽ có một cái top top shop. Anh em nhấp vào anh em mua nhé. Ờ đúng rồi. Có ông nội nào kêu donate 100k đâu? 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 Thanh niên Phong cái gì đấy? Thanh niên Phong gì donate 100k đấy đâu? Là mất mặt anh em tên Phong quá. Mất mặt anh em tên Phong quá. Ấn vào đường link này nhá, để qua K2 nhá. Nó trốn rồi đấy, bịp. Bịp rồi Phong ạ. Anh em để ý những người tên Phong nhé. Làm cho tất cả những anh em Phong còn lại mất mặt nhé. Anh em ấn vào mua khô gà ủng hộ nhé. Ừ, nếu mà Phong mà không ủng hộ được thì anh em vô khô mua khô gà ủng hộ. Ừ, mỗi bạn một hũ khô gà nhé. Ừ, ăn cho Tết cho nó xông vầy nhé. Noel cho đỡ cô đơn. Tạm biệt anh em ở bên YouTube trước. Ok nhé. Có mãi khô gà nói hoài bà mẹ luôn. À luôn. Bàn luôn. Ok bye anh em nhé. Anh em qua cả hai nhé. Tạm biệt anh em ở bên YouTube.